Hôm nay trong lúc mà đang coi video trên YouTube thì tình cờ thấy cái con game này có vẻ là khá là thú vị nên là chơi thử. Cái tùy chọn không có kích thước gì trơn, chỉ có full hoặc là window thôi. Hiện nay là con game gọi là kinh dị theo kiểu mà cá lớn nuốt cá bé. Chuột trái để di chuyển, nhấn chuột phải để chạy và đập phá. Như là không đụng vô được mấy cái gai này, chứ mình cũng không chạy liên tục được, có thời gian cooldown. Ấy, con xanh này cũng không ăn được luôn. Lúc mà mình ăn đủ lớn thì mình có thể phá được mấy bức tường. Nó bám mình nằm chậm lại. Cái con chỏ của mình nó là mỗi khi mà mình chạy á, là nó bị tối đi, nào mà nó đầy cái con chỏ thì mình mới chạy nhanh được. Nhanh vậy mày? Qua được khu vực mới. Quá nhiều lắm. Rồi tới đây đã hết được của mình rồi. Mày đã sao?
được chút nữa rồi. Thể mà mình ăn tới một lúc nào đó là mình sẽ tiến hóa lên cái con bự hơn cả cái con màu tím nữa. Đó, bây giờ tụi này nó sợ nó chạy. Ý. À, cái con màu đỏ mà có cái mắt dài dài á mình cũng chưa ăn được. Con này nó tởm, nhìn như con kiến. Ô giờ mình ăn được luôn đó rồi. Con này ăn được luôn. Mà chưa phá được cái này. Qua được bàn một gì đây băng chuyền này đi đưa đi đâu bằng thạch à? Di chuyển được tránh tránh chạy rồi. Ủa là sao? Này hết rồi hay là qua đoạn giới thiệu ta? Chưa tới đây chưa hiểu gì hết. Chưa biết là cái game này nó muốn nói gì luôn. Ủa vậy là hết rồi hả? Lần đầu tiên mà chơi cái game mà nó ngắn như vậy luôn á, hình như nãy giờ chơi mới được có 10 phút cái gì à. Nói chung là nó cũng vui vui nhưng mà quá trời ngắn. Hy vọng là sẽ sau này sẽ phát triển thêm hoặc là ra phần 2, phần 3 gì với chơi này không đã. Bạn nào thích thì tự Google nha. Ờ tôi nghĩ đấy ạ.